Đối với nhiều người buổi tối thì có niệm ấm trăng êm. Tuổi 60 là cái tuổi cũng hết tuổi lao động rồi. Thì chú này phải sinh sống ở đây. Con chào chú ha. Cơm với lại chuối với lại nước Chuối, mắm hả? nước mắm. Ôi trời ơi. Cái đâu có ai đâu nấu cơm mà sáng đó ăn được miếng đó, mấy trái chuối đó rồi nằm đó luôn tới giờ nữa. Lôi leo lên cái cây đó Phải hả? leo cây ngồi chứ giờ đâu ngồi cặp mé này được. Phải leo đến gốc cây đó đó, dịnh lần lần ra nó rồi leo nó. Là đi vệ sinh hả chú? Đi vệ sinh rồi nó luôn đó, tắm rửa thì tắm ở đây đó, nó leo lên cái nạn cây đó, nó À, có có cái cái đàn cây ngã chú bắt cái cây của chị Hương Barbie và bé Kim Ngân gọi cho chú 2 triệu. Vậy xin cảm ơn nhà chị Hương Bê Bê với chị cô Kim Ngân, tôi rất cảm ơn nhiều cho tôi số tiền. Tôi có cảm ơn. Cảm ơn mấy đẹp YouTube. Tôi giờ tôi khổ quá, tôi không biết đâu, giờ không biết đâu với ai. Đối với nhiều người buổi tối thì có niệm ấm trăng êm. Tuổi 60 là cái tuổi cũng hết tuổi lao động rồi. Thì chú này phải sinh sống ở đây. Con chào chú ha. Thấy thương quá anh chị. Cho con đeo cái mic vô cái nhà chú nha. Dạ. Chú ơi, là tụi con đến đây để tìm hiểu về cuộc sống của mình. Chú có thể chia sẻ là vì sao chú sống ở đây? Chú năm nay bao nhiêu tuổi, vợ con như thế nào hả chú? Tôi tên Trịnh Kim Khởi, ở ngoài người ta thường gọi là Bụng. Rồi lúc trước tôi cũng có vợ nữa, rồi thời gian vợ tôi nó chết, tôi đi Cà Mau tôi mòn mướn, năm nay cũng gần 30 năm rồi. Rồi bị tai nạn năm nay 7 năm rồi, công ty người ta giảm biên chế rồi mình hết tuổi lao động, người ta cho mình nghỉ. Rồi hiện giờ về đây thì có thằng con, hồi trước thì nó ở với bà già vợ, rồi bà vợ cũng mới chết ở 4 tháng nay à. Rồi cái nhà đó thì giờ ban đêm mưa nước nó lên nó ngập khoảng 2-3 tấc vậy đó. Rồi ban ngày nếu mà lỡ trời có mưa nó cũng ngập nữa. Rồi hôm đó là mới về thì nó kêu ở trỏng á, rồi ngủ đó, rồi ban đêm cái mình đâu có hay nước ngập đâu, cái mình mang giò giả bước xuống nó chợt cái té phải đi bệnh viện 2 bữa. Rồi bắt đầu cái nó đâu có cho ngủ, trong đó nó nói thôi 3 giờ ba ra ngoài ba, ban đầu nó không cho ra nó ngủ được, rồi chú mới thấy vậy chú nói thôi giờ ba ra ngoài chỗ nành mộ ông nội ba trải ba ngủ ngoài cho nó dễ, ban đêm rồi đi tiểu nó rất dễ, nó không có bị nước. Rồi hôm rồi người ta rủ nó đi Đồng Nai bẻ bẻ cà phê cho nó đi bữa mùng 6 hôm nay, rồi nó dặn ba đừng có vô nhà đó nha, mà lỡ trời giông mạnh nó cũng sập nữa, bởi vì nó mục hết rồi. Vậy là chú ở đây là ngủ để mà đỡ cái việc đi đứng của chú. Cái Đúng nhà rồi. của chú thì nằm ở bên kia, đó là cái nhà của chú đúng không? Cái nhà của bà và vợ bà để ra cho thằng con À chứ không phải của chú, là nhà nước cấp cho cái người dân tộc á. dạ chú là người dân tộc hả? Không, chú người Việt nhưng mà bà và vợ chú người dân tộc. Dạ. Ở đây là cái nhà mồ này là của Của ông già ruột, ba ruột của ba chú ruột với ông nội bà nội má bển. à, vợ của chú là mất rồi hả? Mất hồi lúc đó thằng con chú mới có 1 tuổi à. À, Rồi chú đi Cà Mau chú mừng, năm nay là nó 31 tuổi rồi đó. trời Rồi nó nhà nó có vợ rồi, nó cũng thôi vợ cũng mấy năm nay rồi, nó bây giờ 2 đứa con nó thì học ở chùa Khánh Anh đó, một đứa thì học lớp 4, đứa lớp 2 thì nó gửi cho bà già vợ nó đi mần mướn, lặng nó về nó có nhiêu nó cho nhiêu vậy đó. Rồi chú thì chú về đây được lãnh tiền trợ cấp của người tàn tật nè, được 720 thì thuốc hút đồ, rồi vậy có khi mình uống cà phê đồ vậy đó, chứ cũng đâu có tiền đâu mà ấy. Rồi giờ đi hỏi cũng nhiều chỗ người ta nói giờ chú giờ có mua mà nhờ anh em bên cộng đồng mạng ấy, người ta quay lên coi ấy, bà con nào ở vùng trên đó người ta có khi dùng, người ta có mướn giữ kho là hoặc giữ vườn nào đó thì mấy anh em cộng đồng mạng người ta giúp đỡ dùm cho, người ta liên hệ dùm cho, chứ giờ chú đây chú cũng đâu biết liên hệ với ai đâu. Có khi chú buồn, có khi chú muốn bỏ chứ đi luôn cái lần nữa. Là cái nhu cầu của chú là để Sao buồn đi chú? làm hả chú? Buồn cũng như mình kia, đó giờ anh em nó giàu giàu không à. Đó, là anh thứ ba nó giàu giàu không à. Mình Thôi, về đó. bây giờ mình cứ nói về cái cuộc sống của mình đi. Cuộc sống của mình nó khổ quá rồi chú, nhờ anh em không chứ. Chú thì chú có suy nghĩ, chú nói không lẽ giờ mình có con, mà con thì nó kêu mình về đây ở. Mà nói cũng khổ chứ nó cũng không có khá gì. Nó cũng đi mần mướn ăn không à, mà nó nói thì chơi tới chú lớn tuổi nó không cho đi. Thì chú nói là thôi bây giờ là ba ở đây thì ba đâu có mần gì được đâu, bây giờ người ta đâu có con mướn ba đâu. Để ba nhờ, ba ở thời gian ba nhờ mấy anh em người ta quay rồi người ta nhờ mấy anh em có liên hệ với mạnh thường quân nào, người ta có cần người cũng như giữ kho hay là giữ vườn gì đó
rồi bà đi giữ bà kiếm bà sống chứ giờ ở đây thì con mày thì mày lo hai đứa con mày rồi phần của bà nữa mày lo sao được. Nó là giờ cha con có gì ăn nấy. Ủa mà bây giờ là chú sống ở đây là 3-4 tháng rồi hả? Từ rồi đầu năm tới giờ hồi tháng 1 tới giờ luôn á. Chú rồi chú mới cũng có nhờ một cái chị nào ở Cà Mau đó. Cái chị nào mà ở gần nhà của chị Hường chị gì con của ông Tư. Ông Tư ra trai đó. Là chị mới nói là thôi giờ chú khổ rồi chú mặn ở Cà Mau là con biết chú thôi giờ chú lấy cái số này nè chú kết bạn với anh Bùi Hồ đi rồi chú nhờ anh Bùi Hồ chú quay lên giúp đỡ chú chứ. Rồi đặng rồi có nhờ có Mạnh Thường Quân nào người ta cần người cũng như giữ nhà kho giữ vườn gì đó thì chú đi giữ đặng chú kiếm sống chứ giờ ở đây thì đâu có gì đâu có hai cái hầm này không đâu có nuôi được nổi gì được đâu rồi nhà thì ngập nữa rồi anh em chú đi 6-7 người lẫn chứ không có đâu mà chú giữ lắm rồi mấy chị Cà Mau mới điện kêu chú gửi số điện thoại chú mới kết bạn được với chú Hồ đó. Rồi bắt đầu chú mới liên hệ đó chứ rồi chú mới gửi hình nào cho coi đó chú... Cái chân của chú là bị tai nạn là vì sao mà nó đến mất đi một cái tai nạn gì đó chú? Ờ đó là chú là lúc đó chú làm cái công việc gì chú đó? Đi làm mướn cho người ta là một tháng có 6 triệu rồi chú xây cá làm thức ăn cho tôm đó. Rồi chú xây một đêm rồi sáng lại cái chú nó lành hết chưa chú? Lành hết rồi người ta chưa không có đổi ca rồi cái đầu cái chú mới đợi cho tới giờ người ta đổi ca rồi cũng như chú thức sáng đêm chú mệt quá rồi đầu cái nói lọt cái giò chú vô trọng nó cắt chú cục vậy nè rồi bữa đó chú đi chú té của máy xây cá hả chú? Máy xây cá làm thức ăn cho tôm á ở Cà Mau á rồi lúc đó mình cũng chưa có bảo hiểm cái gì rồi chủ người ta cũng như mình lao động kiểu thời vụ á rồi người ta chỉ lo cho mình vậy thôi à rồi hôm đó chú té một lần nó bị chặt chỗ này rồi bắt đầu ra Sóc Trăng ra mày bệnh viện lớn nằm hết 2 bữa không phải té giờ là chặt à đi nó khó khăn lắm rồi chú nói bây giờ có gì hồi trước thì sau này cái chú cục rồi cái người ta mới cho chú ở giữ nhà kho đâu cũng 6-7 năm nữa 6 năm nữa là cũng như chú cục năm rồi bắt đầu rồi sau này người ta cho chú giữ thêm 6 năm nữa chú hết tuổi lao động cái người ta giảm biên chế á rồi người ta mới là cho chú nghỉ hồi trong năm rồi bắt đầu qua năm là qua tháng 1 là chú về xứ luôn đó thì xứ rồi thấy khổ quá rồi cũng đâu có ấy đâu rồi cái giò này thì bằng 6-7 năm mà nè bây giờ nó lỏng mỗi lần người ta đeo có cái vớ bây giờ chú đeo 5 cái vớ luôn rồi thêm một cái độn này nữa sử dụng lấy ni lâu quá nó bị lỏng rồi. Lỏng bị vì cái vết thương mình nó ngày nó tốt á tốt lại rồi bắt đầu bây giờ đeo 5 vớ của mỗi lần đeo có 1 vớ một à vớ một là đi là thoải mái lắm bây giờ đeo 5 vớ phải nịt đồ cho cứng mới đi được còn mấy thì nếu mà không có đeo đủ vớ thì mình đi cái đầu nó phồng trong đó cái nó lỡ nữa lỡ cái vết thương nữa thì chú quá trời rồi bắt đầu cái mới có cái chị mấy chị ở Cà Mau chị mới cho số điện thoại chú rồi kêu chú liên hệ với chú Bùi Hồ xuống coi giúp đỡ chú được cái gì thì giúp chứ giờ hoàn cảnh của chú khổ quá rồi mấy chị đó hồi đó mần cũng mần Cà Mau chung á mần lột tôm rồi gần đó đó vậy là chị Dứa ờ phải chị Dứa không đúng rồi chị mới cho số chị nói giờ nhờ chú kêu thôi giờ anh xin lấy cái số này nè rồi anh kết với bạn đi rồi anh nhờ cậu Bùi Hồ xuống giúp đỡ giùm cho quay rồi đặng đưa lên Mạnh Thường Quân để giúp đỡ vậy chứ giờ anh ở trển rồi xa quá tôi đâu có lên trển được mà tôi biết giúp gì cho anh hồi đó mấy chị đó dưới thương lắm làm chung với chị Dứa anh mẹ rồi, cứu anh một đồng cục giò rồi nè là mấy chị đó là đi ra bệnh viện ngày nào cũng ra bệnh viện thăm lom rồi hết trơn á nuôi thì có người nuôi chứ thôi cũng đâu không có biết chú Hồ nữa nhờ mấy chị dưới Cà Mau đó cho số đó à, hiện nay chú làm cái công việc gì chú sống đâu có làm gì đâu thì bây giờ từ hồi về giờ thì tháng lãnh được 720 ngàn đó thì bắt đầu rồi gạo thì mua chục cái gạo đó thì bữa mình nấu một chén thì ăn sáng chiều nấu một chén gạo ăn sáng chiều vậy đó rồi bữa nào có đồ ăn ở giờ dài sớm này nè mấy người đó người ta thấy có cá thì người ta ghé ngang người ta cho thì mình ăn còn không có là thôi thì mình ăn chỉ chuối nước mắm vậy đó vợ chú là ngày xưa bệnh mất hay sao rồi hồi trước đó, vợ chú là có đứa con rồi mới sanh cho có 1 tuổi rồi nghe lời cũng như là chị em gì đó bên vợ đó, đi qua Trung Quốc bệnh rồi qua bệnh chết luôn rồi đâu có lấy xác gì được đâu bị đó mình đi chui á
cũng như đi bằng mướn á, đi chui á, rồi đi đâu 5 người mà chết á, chết hết 4 người, còn có người một à, người một bây giờ mới về 2-3 năm nay nè, đi mấy chục năm rồi đó. Rồi đâu rồi. Sao lúc đó chú cho đi? Mình đi lén đâu có hay đâu. Cái chừng bà và vợ bà, lúc đó bà vợ bà ở trên lộ cho nó, rồi sau này á, vợ đi rồi vợ chết rồi bà mới xuống ở đây, nhà nước mới sang cái nhà này cho bà nè. Là cái nền đó là nhà nước cho bà luôn đó. Vậy là vợ của chú là mất ở bên Trung Quốc, bỏ bên quá xác quá luôn. Bỏ xác quá luôn, đâu có thấy mặt mày gì đâu. Lúc đó là bao nhiêu tuổi chú? Lúc đó cũng mới có 20 mấy tuổi thôi, bị gì mới sanh con, lúc chú gặp vợ chú là mới có hai, chú 22 tuổi, vợ với chú cũng có 1 tuổi một à. Dạ. Sanh con đâu gặp đâu, chắc cũng được cỡ 23 tuổi gì đó, rồi sanh con rồi ở đâu rồi để cho bà và vợ chừng rồi đi, nghe là bị bà con bên vợ đi đó, ở nuôi nhỏ thằng đó từ 1 tuổi tới giờ nó 31 tuổi, nó có vợ cũng 2 đứa con mà vợ nó thôi cũng 4-5 năm nay rồi. Có gửi tiền về cho chú không? Nó mới đi mặn rồi 4/6 tới nay nè. Rồi nói ngay đi, rồi bữa đó lãnh được 7, bữa 24 rồi lãnh được 720 ngàn, đi mua hơn chục cái gạo đâu 185 gì đó, đi mua bịch bột ngọt, chiên chai nước mắm để dành đó, chủ yếu là thủ cái đó trước. Rồi bữa nào còn tiền thì mình đi lên nhỏ tư vĩnh uống ly phê 5 ngàn, còn không còn tiền thì nằm ở đây luôn, không có đi. Này chú ăn cơm cái gì? Cơm với chú chín với nước mắm, không có đồ ăn nữa. Xong cơm nấu rồi ăn còn giống vậy. Chú ngủ ở đây đây hả? Ngủ đây nè, tối cái ban ngày vô mà phải cuốn về tối cái chải này ra, cái chải này lên ngủ. Đâu chú mở ra cho con coi với. Chỉ có cái tấm bạc. Tấm bạc thôi. Lý do là chú ngủ ở đây là cái nhà cũ của chú bị ngập nước đi, nó bị té. Đúng rồi. Đó, vậy đó, tối cái chải được cái tấm mùng ra ngủ vậy đó. Mấy chục năm mà sống lên đên, vợ thì mất, không có nhận lời được. Con thì cũng đi làm xa, cũng có 2 đứa con nữa nên thành nữ rồi. Không, 1 đứa con à. Ờ, 1 đứa con. 2 đứa cháu nội, mà 2 cháu nội gì gửi trên kia. Đó, đồ chú. Đồ chú có nhiêu đó, chỉ áo, mấy cái áo này mới này nè, người ta mới cho không á. Mấy chú hôm đó bằng áo thun không à. Áo này của người ta cũng mới cho nè. Mấy chú nè, mấy anh đó là thôi, tao áo nhóc lấy cho bằng nha. Chú về chú có đâu 2 cái quần dài à, với cái quần già lính đó, với quần già lính này, còn mấy cái quần xanh xanh đó là người ta cho không á. Ông xuống không thấy gì, ông mới cho tiền mua. Cho bằng tiền rồi mình làm được cái này ha. Làm rồi, mua cái nhựa này để che lại nè. Chứ lúc trước không có cái này chắc mưa nó tạt dữ lắm. Trời ơi, mưa bên này thì nó tạt, bắt đầu mình cuốn đồ mình đem qua xác bên này. Ừ. Đó, rồi ban đêm bắt đầu ngồi trong ngóc đó. Rồi chừng nào nó hết mưa cái mình chạy ra, ngủ nữa vậy đó. Rồi đêm nào nó không mưa thì mình ngủ ngon. Chú nói Cà Mau về là cũng 1 năm mấy hả? Ủa, gần chú, 1 năm hả? Chú hả? Dạ. Chú ở Cà Mau. Ở Cà Mau về đây là gần năm rồi. Dạ, từ rồi, tháng 1 tới giờ luôn đó. Dạ. Ở Cà Mau là 6-7 năm rồi. Chú ở Cà Mau là mười mấy, gần 20 năm mới chứ. Dạ. Mà thời gian đó con với một đồng đồ ở dưới ngay tại Mẹ Tú. Cho chị Dứa mà không biết chú. Chú thì chú ở ngoài này, ở dưới huyện Trần Thời, rồi sau đó chú mới lên công ty Hòa Trung chú Mần. À, cho Tất Vân. Ừ. À, chú lên đó chú Mần. Hồi trước là chú ở Trần Thời cũng mình cũng đi ra biển người ta không à. Dạ. Đi ra biển. Thời sông Đốc á. Ờ sông Đốc á, đúng rồi đó. Đi ra biển, đi xuống sông Đốc, đi ra biển thời gian rồi mấy anh em thấy thôi không có vợ có gì, mấy anh em mới rủ thôi đi lên công ty Mần, không có vợ đi biển gì cực. Đó. Rồi có cái ông anh ông ở Trần Thời ông mới dắt lên công ty làm mới có chưa được năm nó bị cục giò bắt đầu cái lành, người ta cho ở lại giữ kho, đặng xích kho, nhập kho đồ vậy đó. Số của chú thấy nó cũng ấy quá ha, bóp bên lần đận quá. Rồi cuối cùng hôm đó anh em Cà Mau ông kêu thôi giờ nếu mày về chển mày không có nhà cửa ở, mày xuống này mày ở đi, cơm thì tao nuôi mày được. Ừ. Chứ còn thí dụ tao ăn gì mày ăn nấy. Ừ. Rồi cà phê đồ thì ở nhà có sẵn, mày muốn uống nhiêu mày quậy uống. Mà thằng con thì nó không cho đi, nó là ba lớn tuổi, ba đi với người nữa ba chết, không biết đường đâu kiếm. Ừ. Đó.
Hồi sớm, hồi sớm thì con nghe chú nói chú có cái nhu cầu là mấy anh em con giới thiệu mà ở đâu có giường hay là gì đó để chú đến đó để mà chú giữ giường hay cái gì đó. Đúng rồi. À, để có trong cuộc sống nó sẽ ổn hơn. Đúng rồi. Thì sức khỏe của chú như bây giờ là chú ở giường, giữ giường, làm giường được không? Được, chú giữ giường hoặc chú giữ kho, chú ví dụ nhập kho, xuất kho rồi chú lấy giấy tờ rồi chú làm gành lắm, bị chú làm công ty 7-8 năm mà. Vụ kho nhập đồ rồi về giấy tờ là hồi đó là công ty giao hẳn cho chú luôn á, tới tháng là tổng kết là đưa cho chủ thôi. Ừ. Đó, rồi hàng đó ngày. Chú làm được nhiêu tháng? Hồi đó chú làm 6-7 năm ở dưới Cà Mau á. Bao nhiêu tiền một tháng á? Trời ơi, mà lúc đó cục giờ rồi làm mà ông chủ cũng trả có 5 triệu mấy à. Rồi nó ngay đi rồi ở chỗ ở thì trong công ty, rồi ăn uống thì gạo thì có nhưng mà đồ ăn thì chủ người ta kêu mình lo. Ừ. Đó. Cũng như người ta ra gạo cho mình không à. Ừ. Rồi ăn uống rồi bắt đầu chú thấy vậy chú mới mượn cái mấy người quen công ty đó thôi, nhà cũng gần công ty đó thôi, giờ nấu đi một ngày 50 ngàn. Ừ. Rồi mình tới mình đưa tiền Canada vậy đó, 1 ngày đưa 1 lần vậy đó. Thôi thì bây giờ chắc có lẽ qua nhà của chú ha, nghe chú kể cái câu chuyện mình thấy tự nhiên nó cũng kiếm người khổ anh Đồng ha. Thôi con mời chú qua nhà chú đi ha. Vậy là ban ngày thì chú vẫn ở bên đây? Bình ở bên này suốt vậy đó. Dạ. Tới đây tới. Tới giờ sáng thì bắt đầu qua ghim nồi cơm lên. Thì đói bụng thì... Nhà này là nhà nước hỗ trợ cho mẹ vợ của chú, vì mẹ vợ của chú là người dân tộc á. Sau khi con của, có nghĩa là vợ của chú đi bị mất ở bên Trung Quốc luôn á, thì được hỗ trợ ngôi nhà như thế này cũng có lẽ là khá là cũ, rất là cũ kỹ rồi cả nhà. Ton kìa, trời ơi. Này là nước uống hay chú? Đâu chú mở dòng con nước này chú để chú uống hả? Hứng nước mưa nè, không nó hứng nè rồi nó bụi không mà để cho nó lóng cho nó uống. Nước kia là nước cây, nước cây hay nước giếng? Nước cây đó, bà muốn tắm thì bơm lên nó tắm bằng chiều tối qua đây tắm nước, rồi nước giếng từ chiều tối bơm lên tắm rồi qua bển ngủ bển, còn cơm thì nấu vậy nè để ghim điện nấu đây vậy đó. Chú đâu dám bước vô trong hả? Không dám. Bước vô trong sẽ té. Trời té, nó trợn nó trơn luôn. Bên trong này nó có cái độ... Sáng ăn cơm với lại chuối với lại nước mắm hả? Nước mắm. Ô trời ơi. Cái đâu có ai đâu nấu cơm mày sáng nó ăn được miếng đó, mấy trái chuối đó rồi nằm đó luôn tới giờ nữa. Ừ. Thế đâu có gì đâu mà ăn đâu. Nó bà và vợ chú mới chết, nên là bữa nay là cũng như hơn 4 tháng rồi đó. Ừ. Mình vô chăm chút. Đúng rồi. Chú đứng đó đi nha. À, dạ. Là lúc trước là chú tối ngủ ở trên này. Ngủ này rồi bị té rồi mấy đầu con nó không cho ngủ này nữa, nó sợ với vậy gió nó muốn sạch. Sao mình không chịu lót gạch lại á chú? Trời đâu có tiền đâu lót. Hồi đó nhà nước cắt sao rồi bà ở gì luôn, bà cũng khổ, bà cũng đi làm mướn không à, bà vợ chú á. Đâu cây cũng tạm bợ không à? Tạm bợ không à, mục hết rồi. Không có nhà vệ sinh luôn hả chú? Không có luôn. Đi vệ sinh ở đâu? Thì ban đêm mà chú đi xuống mé đó rồi chú đi về kia đi cầu đi đồ vậy đó, chứ đâu có thấy đâu. Cái này cái buồn hả? Ồ khủng khiếp quá. Ở này là thiết gô mối một nó cũng đã ăn hết rồi, con thì cũng chắp phá, cây thì có chỗ là bằng xi măng, có chỗ thì bằng bạch đàn không có gì á, tạm bỡ này mưa lớn là có thể dột bữa hôm nó tính sập không sập luôn á, chụp cái cây đó đó rồi mấy anh ở xóm này cho cái cây đi về chổi lên mấy. Ô, cây xây cái này nó có sắt nó gâu không nữa anh một đồng. Ừ. Cái này thấy những cái cột bê tông này chứ thật sự chưa chắc, tại vì cái mặt nền nó rất là yếu nè. Ừ. Dồn xuống đó thì nghe chú nói là ban đêm là đây nước ngập luôn hả chú? Ngập luôn. Nước nó ngập lên dấu cột đó, có lần ngập đó. Lên tới cái cột đó, ngập kìa kìa, có lần cột có lần cột đó ngập tới đây nè. Hồi sáng này là nó chặn ra mà này luôn nè. Ồ
Là nước triều cường lên hả chú? Ừ, nếu 1 giờ đêm là nó lên tới hồi lúc sáng là tới 9 giờ mấy nó mới giật xuống. Ừ. Ngập hết trơn, đây tràn ra đây luôn. Bây giờ mong ước của chú là gì? Cũng như mong muốn chú bây giờ sao mà có nhờ nhà hảo tâm nào có giúp đỡ cho chú sửa cái nhà này lại cho nó cứng cắn cho chú ở, rồi chú đặng chú đi kiếm vợ, chú làm đặng chú sống qua nhưng ngày mà chú đó. Sửa ở đây chú ở thì chú sẽ làm cái công việc gì, chú sống tại chỗ này? Chú ở đây thì chắc chú chắc cũng phải đi kiếm việc làm thôi, chứ chú không mình ở thì mình ở để ở thôi, chứ còn mình đi mần ví dụ mình đi coi chỗ nào nó có mướn giữ kho hay là hoặc giữ cái gì đó, chú giữ giường nữa. Ờ thì đó, vì cũng nhờ là mấy anh em là trên cộng đồng mấy anh em lại để giúp đỡ rồi quay, rồi có ví dụ có cái chủ nào người ta cần giữ giường hoặc người ta mướn giữ ngủ nhờ giữ nhà kho, mướn ngủ giữ chạy hòm chú cũng mướn cũng ngủ giữ nữa. Ừ. Đó. Bây giờ cái chạy hòm mướn chú ngủ giữ chú cũng vẫn ngủ giữ luôn, yêu cầu có chỗ cho chú ngủ chú giữ đằng chú sống được rồi. Ừ. Rồi ví dụ tết nhất hay là đám tiệc bà vợ đâu mình về vậy thôi. À, ở đây thì hai anh em tự nhiên cảm nhận được chú không có trông chờ vào mạnh thường quân, chỉ có cái công việc là chú làm chú sống chứ không có xin tiền bạc gì hết. Đúng rồi. Mà chú thì con mong rằng là chú sẽ có một cái công việc nào đó giúp cho chú là giữ nhà hay giữ kho giữ gì đó. Đúng rồi. Để có thể liên hệ trực tiếp với chú. Ừ. Còn việc mà chú ở đây thì sinh sống ở ngay tại nhà này thì con nghĩ rất khó. Tại vì sửa lại thì được đó. Đúng nhưng rồi. Mà không có gì để sống thì có càng khó hơn đúng anh một đồng. Đúng rồi. Tại vì sửa lại nhà là lót nền lên làm nhà vệ sinh cho chú được đó. Đúng rồi. Nhưng mà chú làm gì chú sống ở ngay tại cái nhà này là điều quan trọng nhất. Có hai cái ao này không đó mà giờ cũng đâu có tiền đâu, đồ cải tạo đi thì thả tôm thả gì sống đâu. Ở đây là nước mặn hay chú? Nước mặn. À. Người ta có tiền thì người ta còn vô, người ta cho máy được vô nó hút lên rồi người ta có tiền người ta thả con giống, còn mình đâu có đâu. Ừ. Mà ăn còn không có ăn nữa tiền đâu mà tới mướn người ta vô sên vét lên. Ừ. Giờ được cái ao này với cái ao bên đó, đó trong khu nhà mồ đó, giờ mà đâu có tiền đâu mà vét ao lên hoặc làm gì. Ví dụ mà có mình có cái vốn thì mình làm, mình còn sống ở đây mình sống được chứ không phải không được. Nó vừa với cái tiền trợ cấp của chú được 720 đó thì chú mua gạo vô rồi sống cũng đủ trong tháng rồi, bắt quá mình chịu ăn cực khổ một chút đó. Một ngày chú nấu sáng chú nấu chén gạo chú ăn còn nhiêu đó. Hiện nay là chú còn nhiêu tiền? Chú còn không được 100 ngàn, có mấy chục ngàn vậy đó. Sáng nay là ăn cơm với chuối với lại nước mắm hả? Chuối với mắm. Sao, nãy chuối này cũng cái bà chị trên chủ quán trên bà cho đó. Nó nói cậu không có gì ăn cơm nữa, nói không mua cho nước mắm mà nó hôi cho nãy chuối rồi cho ngày qua nó về ăn sắm mới vậy đó. Anh Đồng thấy xúc động dữ không? Rồi trong những cái cuộc sống đó, rồi nãy có cái anh bên này ảnh qua anh cho đường chục chiến dịch đó mới sách về máng đó, đó. Anh nói thôi tao cũng không có tiền tao mới bán chuối được, ổng cũng hai chồng cũng bảy mấy tuổi nói tao cũng mới bán chuối được mấy trăm ngàn, tao đi lên quán tao mua cho mày chục chiến dịch 32 ngàn nè mày để dành ăn đi. Nhưng mà thấy chú nói chuyện thật thà hả? Chú thứ mấy sớm giờ con quên? Thứ tư. À, chú tư. Chú tư bụng hả? Tư bụng hay còn gọi là chú khởi. Khởi. Dạ. Người chạy ở vòng vòng không để có cho nhà vệ sinh là tối phải đi dưới cặp mé đó. Đúng rồi. Đi ra cái cây đó nó vịnh cây đó leo trời lên. Ơi, leo lên cái cây đó hả? Em cây ngồi chứ giờ đâu ngồi cặp mé này được. Phải leo lên gốc cây đó đó, vịnh lần lần ra nó rồi leo nó. Đi vệ sinh hả chú? Đi vệ sinh rồi nó luôn đó, tắm rửa thì tắm ở đây đó, nó leo lên cái nạn cây đó, có cái đạn cây đó. Chú bắt cái cây thẳng đi ra nè. Ừ, rồi nó leo lên đó đó, leo nó ngồi trên đó mới được. Trời ơi, ở dưới này thì có nước. Mình đâu ngồi dưới được. Nó bắt ra cây đó leo lên cái nạn cái cây gừa, cái cây cái đó nó ngồi trên nó đi cầu rồi bắt đầu mới là lần vô. Dạ. Ô ghê quá. Chung là bây giờ không biết nói như thế nào anh Một Đồng ha. Đi càng ngày thì lại càng thấy bế tắc hơn. Bây giờ còn khoảng chừng 100 ngàn. Rồi bây giờ sinh sống thời gian sắp tới không có ai giúp đỡ thì sao? À, thì cả nhà ơi, sớm giờ thì hai anh em mình đang chia sẻ về cuộc sống của chú Tư. Thì cũng có một cái người chú hàng xóm ở đây đến đây thì chú cho con hỏi là chú thứ mấy? Tôi là thứ sáu đây.
Dạ chú Sáu, nhà gần đây không chú? Gần kế bên. Dạ rồi chú thấy cái cuộc sống mà của chú Tư ở đây thì mà mình ơn thì lủi thủi với cái không có cái công việc gì hết, rồi chú thì cái chân của chú là nó không có lành lặn như mọi người nữa nè, thì việc đi đứng rất là khó khăn, rồi mỗi khi ban đêm ban hôm rồi trong cái căn nhà của chú nước ngập như thế này thì làm sao mà chú ngủ nghe gì được chú Sáu? Bởi vì mấy chú dòm coi là nước lên là ngập nhà. Dạ. Chứ nó dò cẳng vậy cũng đâu có làm gì được đâu. Là chú Tư ở đây là từ trước giờ theo chú biết á, là cái cuộc sống là vẫn y chang vậy hả chú? Đúng rồi. Dạ. Giờ trước đó chú Tư có đi làm cái công việc gì không chú? Thời gian có đi làm công việc ở công ty gì đó. Dạ. Bây giờ nó giờ cũng về đây rồi không còn làm nữa. Dạ. Thì chú Tư chia sẻ là chú Tư đi ở trong Cà Mau, đi Cà Mau á. Đúng rồi. Dạ, đi làm đó. Rồi khi mà đi làm đó thì tai nạn nghề nghiệp nên lấy đi một cái phần chân của chú. Đúng. Thì cũng thật là xót. Và con á, hai anh em con đến đây á, thì nhìn xót nhất á, là ban đêm ban hôm chú phải ngủ bên cái nhà mồ như thế này. Với cái lứa tuổi của chú á, bây giờ cũng 60 rồi, ngủ ngoài nhà mồ nè, rồi không ai chăm sóc này nọ, ban đêm ban hôm mưa gió rồi gì nữa. Rủi ro cũng như là bệnh hoạn này nọ thì lúc đó thì ai sẽ là người săn sóc cho chú không biết nữa nè. Con của chú Tư bây giờ cũng đi làm phải không chú? Đúng đi làm. Dạ. Đi làm mấy ngày lâu rồi. Bây giờ coi như là tư bụng nè, là coi như bây giờ bằng đêm bằng hôm cũng vẫn có một mình ngủ thì có ai đâu. Chị ao ước là khi mà tụi con chia sẻ qua đoạn clip này thì ao ước cô chú anh chị cũng như là trong và ngoài nước nếu có được cái chỗ cái nơi nào đó mà như là giữ giường tược hay là những cái công việc nào đó thì giúp cho chú đến đó để mà chú sẽ làm ở đó để chú có tiền thu nhập để mà trang trải trong cuộc sống á. Con cũng hy vọng là vậy. Cũng hy vọng là tốt. Dạ. Nếu mà giúp cho chú Tư đây là chú thấy đúng nghĩa không? Cái đó là quá đúng nghĩa rồi. Chứ còn ai không bị ai nó thấy nó vậy thì biết rồi. Dạ, tức là cái gì nó cũng thật hết ha, trong cái cuộc sống mà. Tôi thấy sao mình nói vậy chứ. Dạ. Nó có sự thật như vậy rồi mấy chú cũng thấy. Dạ. Thì vừa qua thì anh em tụi mình chia sẻ nó cả nhà thì thấy tại vị trí nơi nhà mồ thì có cái tấm bạc nó rất là mới. Tấm bạc mới này thì chú Tư cũng đã chia sẻ đó là có một người bạn đến đây cũng đã hỗ trợ và giúp chú có được những cái tấm bạc để mà che mưa che gió để cho chú ngủ ban đêm ban hôm nè. Chứ khả năng của chú thì cũng không có thể mà mua được cái tấm bạc như thế. Trước đó nữa thì chú không có những cái tấm bạc đó thì lúc mà mưa thì chú sẽ nép sát vô cái phần ngôi mộ. Khi nào tạnh mưa thì chú quét xong chú ra chú nằm. Gì vậy? Nhìn cũng rất là xót xa đấy cả nhà. Và cái căn nhà hiện nay thì cái căn nhà này bao nhiêu năm rồi chú Tư? Gần 30 năm rồi. Trên 25 năm rồi. Trên 25 năm luôn. Nhà nước cấp rồi đó, cho người dân tộc nó trên 25 năm rồi. Dạ. Nãy giờ quên cái đồ ở đằng chiếc xe hôm nay lội đây cũng khá xa. Ở đây là cái đường nhỏ của bác anh chị. Nữ là xe đi cũng rất là khó. Các anh em phải lội bộ mấy trăm mét lại đây. Thưa với cô bác anh chị là chú Khởi đây là một trong những cái hoàn cảnh mà mình từng gặp khó khăn. Tuy nhiên lại thương ở chú cái nghị lực của chú là chú chỉ cần cái công việc làm gì cũng được, giữ kho, giữ giường nào cũng được, khó thì chú làm. Ít ra cũng kiếm được chén cơm manh áo và cái nơi ở. Thì cũng mong rằng khi mà cô bác quý anh chị biết á, có thể xem clip này của các anh em á, để lại cái bình luận số điện thoại. Thì lúc đó các anh em sẽ điện lại cần cái nhu cầu như chú Khởi á, để có thể giúp chú cho có cuộc sống tốt hơn. Vì gần cái tuổi 60 này thì hết tuổi lao động rồi. Giờ cũng khó làm mà đôi chân của chú cũng bị khuyết hết một phần nữa. Nên là nữ người ta cũng rất là ngại khi nhận những người như chú. Nên là nữ là
cô chú anh chị nào có cần và có hỗ trợ những cái hoàn cảnh như chú thì có thể liên hệ với các anh em ha. Hôm nay thì con với một đồng đến đây, được biết qua sự chú nói về bản thân mình cũng như là qua chị Dứa có gợi ý gì đó, con mới nghe chú nói. Thì nói chung là tụi con cũng đồng cảm với lại cuộc sống của chú, vì đâu đó gần vợ mất đi thì ở bên Trung Quốc cũng không có biết ngày dỗ ngày mất như thế nào, ba mấy năm chú lại sống cuộc sống mình ên vậy. Rồi sau này lại tật nguyền con cái, lại chia tay ly dị ly tán đủ thứ á, anh là nữ khó khăn, chồng chắc khó khăn. Nhà có cái nhà ở cũng không yên nữa, mưa tạt té muốn sụm chăn nhà vệ sinh cũng có luôn. Hôm nay thì anh em của tụi con về đây thì không biết nói gì hơn, con thay mặt cho hai mạnh thường quân là bé Kim Ngân với lại Hương Barbie á, chị Hương Barbie á gửi cho chú 2 triệu. Thì đây là phần 2 triệu này, mong chú có cuộc sống đỡ hơn trong những thời gian, những ngày sắp tới. Nếu như mà đủ duyên á thì có thể chú cháu mình sẽ còn gặp lại ha. Đây là phần của chị Hương Barbie và bé Kim Ngân gửi cho chú 2 triệu. Vậy xin cảm ơn chị Hương Barbie với cái chị cô Kim Ngân, tôi rất cảm ơn nhiều cho tôi số tiền. Tôi có cảm ơn. Cảm ơn bé đẹp YouTube. Tôi giờ tôi khổ quá, tôi không biết đâu, không biết đâu với ai. Nếu cộng đồng anh em cộng đồng mạng trong nước ngoài nước có giúp tôi được hoàn cảnh, có được giúp được cho tôi có cái chỗ ở, công an việc làm, tôi rất chân thành cảm ơn, tôi quý lắm. Thấy chú khóc mà nhận được tiền khóc, mình thấy nghẹn ha. Cũng từng làm ra đồng tiền mà bây giờ hết sức lao động rồi, tuổi già nữa, rồi bệnh tật nữa, thành nữ là số tiền này đối với chú cũng khá là lớn. Dạ, lớn. Lo ăn uống cho ba không được, con đi mần, đi chú con đi mần, con lo cho 2 đứa con, con rồi còn nhiêu con bà không lấy con nuôi, ba ăn uống không là không được. Ba ở đây đi, đặng có gì bệnh hoạn có con đi mần bướng, đi vô bệnh con còn về con lo cho ba được. Còn ba đi xứ người, giờ ba bệnh rồi sao con biết. Rồi tôi cũng nói, tôi nói thôi tới đâu hay tới đó, tôi cũng nói bây giờ con đi mừng bướng con đi đi, chừng nào ba tới đâu mà hay tới đó. Tôi thì mấy chú, tôi nói bữa nay tôi nói thật bằng cái tấm lòng của tôi, có khi tôi suy nghĩ, tôi nói tôi người giai ông bà cha mẹ nếu có thương tôi thì cho tôi ngủ cái tôi đi theo cha mẹ luôn thì tôi mừng. Tôi thiệt mấy chú, tôi nằm anh chú giái ông già bà già hoài, ông già mới chết 2 năm nay rồi, tôi giờ tôi giái tôi ngủ cho tôi đi theo ổng bà luôn, tôi mừng tôi mới vui. Mình đi ra mình không muốn dò, không dám dò người ta luôn, không lẽ con cháu nào hỏi mình không ngờ, con cháu có khi đi ngang đấy chú Tư cũng phải chú Tư. Nhưng mà nhẹ thôi, đi rút vô không muốn đứng lâu nữa. Thôi chú đừng khóc, không ảnh hưởng đến cái cuộc sống mình nữa. Có duyên thì con sẽ mấy chú cháu mình sẽ gặp lại ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là con với một đồng á cũng đoạn đường còn xa. Và chia tay với tôi chú ha. Chúc chú luôn có nhiều sức khỏe. Và một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn chị Hương Baby với lại em Ngân đã hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là chú. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau. Chào bà con cộng đồng mạng.